hôm nay mình đi mua xe nè anh em. Đó, đây là nhà chủ xe nè. Mua xe dắt ra nè anh em. Đây là XXR155. Thì xe này đã có khách cọc bên mình rồi nha. Đó, thì mình đi mua, hôm nay mình đi mua, mình đăng cho anh em coi. Đó, chạy ad đi mua xe nè. Đó, rồi để mình sẽ quay clip cho anh em xem ha. Đây nhà chủ xe đây. Mua nè. XXR155, con này chung cục máy R15, nhìn rất là cổ điển ha. Rất là đẹp, xe đẹp lắm luôn nè, thấy không? Vỏ còn chỉ nè, thấy không? Chưa có rửa gì luôn á, xe chùm mền luôn á. Đây, chỉ nè. Xe chùm mền nha anh em. Đó rồi. Để mình quay quá trình mua xe cho anh em xem. Đây là nhà chủ xe. Rồi ok anh em, chủ xe đang đếm tiền nha anh em. Chưa có rửa rồi, chưa có chăm sóc gì luôn á, mà mới cô đo nè, cho anh em coi luôn á, lấy ra nè, 1.400 mới dắt ra luôn. Mình làm mua xe là dắt ra là quay luôn cho anh em luôn, khỏi cần dọn, nhìn cũng đẹp nữa anh em ạ. Thấy chưa, khỏi cần dọn, nhìn cũng đẹp. Rồi bây giờ mình về. Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ quay clip cho anh em cảm nhận về cái con XXR này nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống bớt xe giao cho mấy anh em trước rồi đi quay clip cho anh em coi nè. Con này thì có anh em cọc rồi, nhưng mà mình muốn review cho anh em về cái dòng này hơi thêm, để anh em am hiểu thêm về cái dòng này. Đó, rồi lát nữa mình sẽ quay sau. Giờ mình sẽ lên xuống xe cho mấy anh em nè. Giờ mình đẩy vết chính lên. Con này nó lùng nó dễ chạy, dễ lên đó. Đẩy vết chính vô sâu luôn, vô chỗ bàn đĩa á. Chưa. À. Rồi cho N4 xuống. N4 này xuống là cho ông anh ông chạy thử. Đã chốt cọc rồi. N4 hôm bữa mới quay đây. Rồi dứt đi anh. Xuống Z1K luôn. Z1K này đi lên đồ chơi. Xuống luôn không ạ? Hả? Xuống luôn, có xuống không? Có xuống. Hay là muốn để lại đây? Đây, xuống. Đẩy đẩy cho. Nhìn con heo nghiện à. Rồi. Dắt nổi không ạ? Ăn hết mấy tấn gạo mà dắt con vét ca không nổi thôi chứ. Phải vét xe dắt nổi không? Đã. Nhìn vét ca nhức nách ha. Rồi, chạy đi quay xíu à, quay xíu về à. 5 phút à. Rồi. Thì bây giờ sẽ nói cho anh em về cái con XXR này. Thì trên cái con này á là có báo số. Báo số. Rất là dễ chạy nha anh em. Đảo nè. Chờ em xíu em về liền. Trên cái con này á, là có báo số. Nên anh em mới tập chạy á, rất là dễ chạy nha anh em nhé. Báo số rất là dễ chạy.
và nó nhẹ, và khi mà mình ngồi lên á là hai cái tay của anh em á nó không phải giống như chạy cái dòng nách nha, cái dòng nách kịch nha, hai cái tay nó sẽ đưa ra hai bên xíu, nó sẽ kiểu như ngầu á đó. Và cái cảm giác thì nó hơi chồm xíu xíu à, nhưng mà vẫn thoải mái nha anh em nha, vẫn thoải mái, rất là thoải mái. Và con này nó tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu lắm. Để mình sẽ kiếm công viên rồi mình quay review cho anh em xem, để ra công viên quay cho anh em xem cho nó kỹ công viên. Tập chơi con này nhìn nó cổ điển nhưng mà thực chất nó không cổ điển, có nghĩa là nhìn cái đồng hồ hình tròn nó cổ điển nhưng mà thực chất nó lại kiểu công nghệ, thấy không anh em, nó vẫn là led rồi này nọ, nó vẫn là led rồi, cái đồng hồ đồ cũng vậy, cái đầu đèn cũng vậy. Để mình sẽ quay cho anh em xem một cái chi tiết. Góc lái thì nó rộng đúng không anh em à? Góc lái của con này nó rộng rãi, bo cua rất là, thấy không? Bo cua nè. Và bây giờ mình sẽ leo lề cho anh em coi. Leo lề cao cỡ nào cũng được. Đây, để mình sẽ kiếm mấy cái lề này mình sẽ quay cho anh em xem. Đây, có công viên nè, leo lề rất là gọn gàng luôn. Đó. Tại vì cái xe nó cao lắm anh em à. Rồi. Dừng ở đây quay cho anh em coi luôn. Ôi, con chó bắt cướp chó anh em à. Sao ở đây cướp chó nhiều vậy trời. Trời, xe mới tinh luôn mà cái cướp chó là kỳ lắm luôn á. Xe mới tinh mà cán cướp chó là mệt là. Có thử có cán cướp chó không ta? Không anh em à. Mình né được bãi cướp chó rồi. Ừ, chắc là mình đã né được bãi cướp chó rồi anh em à. Rồi, bây giờ sẽ quay cho anh em xem ha. Ok anh em, giờ sẽ quay cho anh em xem. Rồi, thì bây giờ sẽ quay cho anh em xem. Đó, XSR155. Xe này đã có một người em của mình là đã cọc rồi nha anh em nha. Đã cọc rồi nhưng mà mình muốn review cho anh em xem một cách nhìn thực tế nhất. Anh em thấy không? Rất là đẹp. Con này theo kiểu dáng gọi là cổ điển. Và cái con này nói luôn anh em là nó chung cục máy với lại cái con R15V3, y chang luôn, không khác gì hết. Cấu tạo rồi khung sườn rồi y chang hết. Chỉ có mấy chỗ này dàn áo đồ người ta làm lại chỗ khác thôi. Anh em à, để ý đi. Thì cái nắp bình xăng rồi y chang luôn. Những chỗ khác như đồng hồ đồ thì làm lại kiểu cổ điển thôi. Nói chung là cấu tạo là như R15V3 nha anh em nha, cục máy 155. Nhưng mà người ta làm lại kiểu dáng này nhìn rất là ok. Thì cục máy VVA là mình review rất là nhiều rồi, anh em khỏi cần bàn cãi nữa đó. Khỏi cần bàn cãi nữa về cái con này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cái đầu đèn. Đầu đèn của nó là đèn led. Anh em thấy không? Nhìn cổ điển nhưng mà không cổ điển. Led nhìn rất là cổ điển nhưng mà hiện đại. Phuộc thì đương nhiên là phuộc upside down rồi. Cái phục upside down này anh em sẽ thấy nhiều hơn ở trên những cái con R15V3 2017 phục đen. Nhưng nó vẫn là upside down nha anh em nha. Chứ nhiều anh em lại nói phục đen không phải upside down, đây là upside down. Đó. Thì con này rất là mới. Người em này nhờ mình tìm rất là lâu mới có. Nó rất là mới. Xe này mới lắm anh em à. Cực kỳ mới luôn, mới đô đai xong mà. Đó, cái yên này thì anh em ngồi hai người rất là thoải mái nha anh em nha. Và cây bô này mang một chút gọi là cái ốp thôi. Cây bô này á thì mình thấy là chỉ thay cái ốp thôi, còn cấu tạo cây bô là y chang R15V3 nha anh em nha. Một cái ốp cho nhìn chút cổ điển thôi anh em à. Con này bảo trì bảo dưỡng thì dễ, cặp lốp là cũng lên một cái cặp lốp khác. Cặp lốp của con này không giống R15V3 nha, nó khác nha. Đó.
thì cái ghi đông của nó ngồi cũng rất là thoải mái, nhưng mà hai cái tay mình, anh em hình dung hai tay mình nó sẽ bè bè ra một chút xíu. Kính này đã thay vô rồi nha anh em nha, hai chìa khóa nè, rất là tuyệt vời anh em thấy không, hai chìa khóa mới tinh luôn, tại xe mới rô đai xong mà. Và tiếng vô con này thì y chang R15V3 thôi. Để mình lấy con CB150 nữa mình sẽ so sánh hai con nha cho anh em nghe nha. Cái nút đề này giống như con TFX nè, giống như con TFX. Tiếng vô thì y chang R15V3 thôi. Thì con này thì không ra ABS thắng đĩa. Mình quay là con này mình thích là cái độ mới càng của nó. Đó, anh em thấy chưa? Đó, rất là tuyệt vời. Để quay cho anh em xem một vòng. Con này mình ít có về lắm anh em, tại vì nó hiếm anh em à. Thường á người mua con này người ta ít chạy. Chủ xe này là người ta lớn rồi, người ta đi không nổi nữa nên người ta bán, người ta mới mua luôn anh em. Cái đuôi này thiết kế nhìn rất là dễ thương ha. Đó. Thiết kế nhìn rất là dễ thương. Đây nữa, SSR nữa, kiểu cổ điển nhìn rất là thích. Trẻ lớn gì chạy cũng được hết, đúng không anh em? Trẻ hay mà già chứ, trẻ già lớn gì cũng chạy được hết, nữ chạy cũng ok luôn. Bảo trì bảo dưỡng con này rất là tiết kiệm. Thay nhớt, thay lọc nhớt là 1 lít, không thay lọc là 850, rất là tiết kiệm. Nhôm sinh đĩa phụ tùng của nó thì rất là nhiều luôn. Đó là con này thì anh em chỉ vô tư về mà chạy thôi, anh em không có thể nào lăn tăn đâu. Để mình sẽ cố gắng clip sau, mình sẽ so sánh giữa con này với con CB150 của Honda nha anh em nha. Thì hai con này giá cũ là nó ngang nhau đó anh em à, tầm 7x, 6x đó. Rồi, thì cái clip mình sẽ chỉ quay cho anh em ngắm xe như đây thôi. Hẹn anh em ở những clip sau. Và anh em xem clip nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker nha. Vì sao mình phải quay như vậy? Tại vì dịch đó mình chỉ có một mình thôi và mình phải tự quay. Nhưng mà mình vẫn muốn có clip để cho anh em ngắm xe, cho nên mình sẽ tự quay hết toàn bộ. Đó. Rồi xe này đã thuộc về em trai rồi nha anh em nha. Em trai đã cọc sẵn rồi. Xe này anh em trai đã cọc cũng rất lâu rồi anh em à. SSR 155 nhìn rất là đẹp, rất là cá tính. Và ngắm góc này nè anh em thấy chưa, ngắm góc này là ngắm nó hết, nó mới hết toàn xe nè. Đó. Rồi anh em thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ mình chạy về để mình tiếp khách nữa, chứ bỏ khách ở nhà tội anh em. Anh em hay tới nhà mình chơi là mình tiếp anh em rất là nhiệt tình nha anh em nha. Rồi bye bye anh em. Rồi giờ thì mình về và mình sẽ không chạy đường kia nữa, để mình né cước chó anh em à. Con này chạy rất là thoải mái, có điều hai cái tay của nó hơi đưa ra như vậy nè, nó hơi hình chữ V chút xíu. Những anh em nào mà tập tạ là ngồi kiểu nó rất là giãn cơ, kiểu như nó rất là thoải mái cơ nha. Mình không có tập tạ thì ngồi nó hơi bị bành. Anh em nào mà tập tạ thì ok, mình mua con này về chạy đi tập tạ cũng ngon nữa, chở bạn gái là khỏi chê luôn anh em. Chở bạn gái là thoải mái lắm, đi ra đường ngầu. Mà bây giờ nhiều cửa dán cho em lựa, anh em lựa chứ như ngày xưa á, nói thiệt anh em, phải kiếm nửa con xe rồi đổ lên, đi nó mệt lắm. Bây giờ hãng người ta làm sẵn cho tới nóc cho chạy rồi, chứ hồi xưa mà muốn phải có kiểu dán như vậy nè là đường này dơ quá, mình chở dơ xe ra mình đổi đường khác, thấy không anh em, đường dơ. Hồi xưa mà muốn đi xe con như kiểu con này nè là phải độ lại mới ra được cái kiểu này. Mà độ lại anh em biết rồi, cái đồ độ chế thì đi nó mệt lắm, mệt mỏi thiệt sự luôn.
bây giờ hãng nó làm tận răng vậy là chơi sướng rồi. Bây giờ anh em bây giờ sướng hơn hồi xưa. Hồi xưa cực, cực như con chó mực. Đi đường này về cho nó sạch. À, sẵn tiện á, mình chỉ đường vô nhà mình luôn, nó rất là đơn giản luôn anh em à, có nhiều anh em đi lộn. 25 lô C là anh em đi đường Bình Phú anh em, Bình Phú hoặc là Lý Chiêu Quèn anh em vô cũng được. Đây nè, cái đường vô nhà mình. À, đây. Anh em đi đường Bình Phú rồi thấy không? Đó, đây là đường Bình Phú. Còn Lý Chiêu Quèn ngoài kia, anh em đi đường Bình Phú, em đi thẳng luôn. Đường Bình Phú đi thẳng. Rồi. Cái quán cà phê này bỏ. Anh em thấy ngay chỗ đường 36 rồi nè. Đó này anh em thấy không? Chỗ sửa xe nè, Hà Vũ Linh nè. Hà Vải Linh á, Hà Vải Linh nó thấy chỗ sửa xe Hà Vải Linh nè, đường 36 nè, quẹo vô. Quẹo vô. Quẹo vô rồi anh em thấy cái nhà nào có cái cây bự bự trước nhà là nhà mình đó, có cái bình xăng trước nhà là nhà mình, có cái hình xe trước nhà là nhà mình đó, nhìn vô là dễ nhận dạng được nhà mình mà đó, đơn giản đó. Rồi mấy anh em về hết rồi, thấy không, đơn giản, nhà nhìn rất là đơn giản. Rồi anh em vô thôi, rửa xe thay nhớt rồi ở đây luôn. Rồi bye bye anh em nha, nhớ đăng ký kênh.